Anh! Bỏ hết đi! Bỏ hết! Cơm sạch! Bỏ hết cho ta! Bỏ hết! Bỏ hết đi! Bẩm Thái Hậu, biên giới phía Nam lại có biến rồi ạ. Sao? Dạ, người Chiêm lại tiếp tục đem quân đến quấy phá Châu Hóa rồi ạ. Bẩm Thái Hậu, tin thắng trận báo về, quân của Đô Đốc Lê Thụ sau khi đánh vào cửa biển Thị Nại đã tiến vào kinh đô của Chiêm Thành và bắt được vua Chiêm rồi ạ. Nguyễn Thị Anh, tất cả là tại ngươi. Thưa Lạng Sơn Vương, Phạm Đồn, Phan Bang và Trần Lăng đã sướng xuất được hơn 100 người sẵn sàng đợi lệnh. Được, truyền lệnh của ta, vào đúng giờ tí chia làm ba đường, bắc thang treo cửa thành, lẻn vào cung cấm bắt lấy vua và thái hậu. Nghi dân, ngươi định làm gì? Ngươi định mưu phản giết vua, giết hoàng đệ của mình ư? Sau khi vua Lê Thái Tông đột ngột băng hà, hoàng tử Lê Bang Cơ mới 3 tuổi lên kế nghiệp ngôi báu, chúa Chiêm Thành sớm nhận ra tình hình triều chính Đại Việt lúc nhà vua mới lên ngôi sẽ có nhiều bất ổn, nên thường đem quân quấy rối phên dậu phía Nam, khiến triều đình Đại Việt phải đem quân đánh dẹp trong nhiều năm sau đó. Năm 1443, sau khi vua Lê Thái Tông băng hà, hoàng tử Lê Bang Cơ lên nối ngôi, tuyên từ hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh buông rèm nhiếp chính. Tiền đế sớm băng hà lúc tuổi còn trẻ, để lại đức vua mới nhỏ tuổi đã phải gánh vác giang sơn. Ta thân là mẫu thân của bệ hạ, nay thay bệ hạ buông rèm nhiếp chính, mong các khanh đồng lòng giúp sức để việc nước được yên. Chúng thần xin hết lòng vì bệ hạ, vì Đại Việt. Một hết đi. Bẩm Thái Hậu, biên giới phía Nam lại có biến rồi ạ. Sao? Dạ, người Chiêm lại tiếp tục đem quân đến quấy phá Châu Hóa rồi ạ. 2 năm nay, năm nào chúa Chiêm Thành bí cai cũng đem quân vào cướp đất thành Châu Hóa, triều đình liên tục phải cử hàng chục vạn quân đi dẹp, vậy mà chúng vẫn chưa biết sợ hay sao? Bẩm Thái Hậu, từ khi bệ hạ lên ngôi, Chiêm Thành kia trở nên ương ngạnh hiếu chiến, nhiều lần xâm lấn vào biên giới phía Nam của Đại Việt. Với thái độ gầy hấn như vậy, triều đình ta không sớm ra tay để răn đe, e rằng họ sẽ khinh nhờn mà không chịu thần phục Đại Việt trở lại nữa. Đúng vậy ạ. Phải cho họ biết, tuy vua Đại Việt còn nhỏ, nhưng Đại Việt vẫn là một quốc gia hùng mạnh. Chiêm Thành đừng vì lấy cớ nội bộ triều đình Đại Việt có chuyện mà dở mặt quấy phá. Ý các khanh thế nào? Theo thần, mùa xuân tới đúng kỳ hội quân lớn, triều đình hãy chọn hơn 60 vạn quân và sai dân phu vận chuyển lương thực vào Nam để tiến quân răn đe Chiêm Thành. Xin Thái Hậu chuẩn tấu. Được. Nhập nội đô đốc Bình Chương Lê Thụ, Lê Khả. Nhập nội thiếu phó tham dự triều chính Lê Khắc Phục. Các khanh hãy đem quân đi đánh Chiêm Thành. Chúng thần tuân mệnh. Ngày 23 tháng Giêng, quân của đô đốc Bình Chương Lê Thụ đến các xứ Ly Giang, Đa Lang, Cổ Lũy, mở thông đường thủy, dựng đắp thành lũy để đánh nhau với quân Chiêm Thành. Thừa thắng đánh thẳng đến cửa biển Thị Nại. Các tướng mang quân đi đánh Chiêm Thành được gần 1 tháng rồi, không biết thắng bại thế nào. Bẩm Thái Hậu, tin thắng trận báo về, quân của đô đốc Lê Thụ sau khi đánh vào cửa biển Thị Nại đã tiến vào kinh đô của Chiêm Thành và bắt được vua Chiêm rồi ạ. Tháng 4 năm Bính Dần 1446, quân Đại Việt tiến vào thành Trà Bàn bắt chúa Chiêm là Bí Cai, bây giờ cháu của vua Chiêm cũ, Bố Đề là Maha Quý Lai đã đầu hàng Đại Việt từ trước, nay dâng biểu xưng thần xin cho lập làm vua. Tháng 6, vua Lê Nhân Tông làm lễ dâng tù, cáo thắng trận ở Thái Miếu và cho đại xá thiên hạ. Năm 1448, vua Lê Nhân Tông đảm đương trọng trách làm vua một nước khi còn nhỏ tuổi. Chính sự chưa bao quát hết, một số quan lại trong triều vì thế mà trở nên lơ là việc công. Trong đó, các quan trông coi hình ngục xét xử không chuyên tâm làm việc, dẫn tới việc hơn 100 án chưa được xét xử gây hại cho dân. Dạo này ta thấy ít vụ án được xử thế nhỉ? Không lẽ trong dân chúng yên bình hết rồi? Yên bình cái gì chứ? Bao nhiêu vụ án còn ứ đọng đã được xét xử đâu? Sao lại thế? Dân chúng nộp đơn xin thì phải mau mau xét xử, giải quyết bức xúc cho người dân,
sao có thể bỏ mặc các đơn án được? Chỉ bằng mang chuyện bẩm báo lên thánh thượng để người minh xét. Đúng như vậy, không thể để quan lại trong triều ỷ nhà vua đang còn nhỏ mà bỏ bê việc chính sự như vậy được. Bẩm bệ hạ và thái hậu, hôm nay ngự sử đài xin hạc tội các thẩm hình lang trung phu là Trình Mân, Nguyễn Văn Kiệt, Lê Bá Viễn và giám sát ngũ hình Trình Duy Nhất. Bấy lâu nay đã bỏ bê việc xét xử, khiến các án ứ động nhiều. Có đúng như đài quan Hà Lật đã nói không? Dạ, chúng thần biết tội, xin bệ hạ lượng thứ thượng. Còn Trình Duy Nhất thì sao? Sao ngươi không nói gì hả? Bẩm thái hậu, các đài quan ở ngự sử đài nói thế là đã nói oan cho thần. Việc hình ngục quá nhiều, sức thần làm không xuể, nhưng cũng không thể gọi là để án ứ động nhiều được. Bất quá cũng chỉ còn một ít án phức tạp, vẫn đang chờ điều tra kỹ lưỡng trước khi mang ra xét xử thôi. Dạ bẩm, xin thái hậu cho chúng thần được đến ngũ hành viện điều tra thì sẽ rõ họ có oan ức như lời họ nói không ạ. Được, Hà Lật, khanh hãy đến ngũ hành viện điều tra cho rõ. Dạ thưa các đại quan, đây là toàn bộ những ghi chép về các vụ án từ năm Giáp Tý đến năm Đinh Mão. Ít lâu sau, thưa bệ hạ, theo kết quả điều tra thì từ năm Giáp Tý đến năm Đinh Mão còn đọng tới 125 án ạ. Dạ bẩm, thần giữ chức pháp quan, sợ việc hình án xét nhanh thì khinh suất, nên thường phải để chậm mà suy nghĩ cho chín, chứ không dám cố ý để đọc lại. Tất cả là do các quan hình ngục làm việc tắc trách, xin bệ hạ và thái hậu nghiêm minh phạt tội ạ. Ở đời chê thì dễ, làm mới khó. Các đại quan chẳng qua cũng chỉ biết bới móc vết xấu của người khác mà không biết sửa đổi lỗi lầm của mình mà thôi. Người làm hình quan mà tắc trách như vậy thì còn có thể xét xử bảo ban được ai? Lẽ ra người phải biết sai mà chịu trách nhiệm và sửa đổi cho đúng, nay lại ngoan cố không nhận tội. Hạ lệnh đánh 80 trượng, biếm chức 24. Nhận thấy sự tắc trách của bộ phận quan lại thẩm hình, thái hậu đã ra lệnh chấn chỉnh và trừng trị nghiêm khắc để các quan trong triều theo gương đó mà chuyên tâm làm việc. Việc này đã cho thấy trách nhiệm lớn lao của các quan trong triều trong việc giúp chính sự đi vào khuôn phép. Tháng 7 năm 1448, ba trấn Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia Hưng, các lộ Đà Giang mất mùa, gây nên hạn đói to. Nhận thấy những vùng đất này đất đai kém màu mỡ, khiến nhân dân không tự canh tác lấy lương thực cho đời sống, triều đình đã mau chóng cho phát thóc để cứu đói nhân dân. Cả ngày đi kiếm ăn mà cũng chỉ kiếm được một củ xăng, các con ở nhà biết lấy gì mà ăn đây? Thôi đừng khóc nữa, chúng ta thử lên rừng kiếm ít rau rừng xem sao. Vùng đất này khô cằn sỏi đá, khéo ta phải bỏ xứ mà đi mất thôi. Cứu, cho tôi xin, cho tôi ăn với. Thần Nguyễn Phú, chi Tây Đạo xin dâng sớ. Khanh muốn xin phát gạo cứu đói cho dân cư vùng Tây Đạo ư? Dạ phải, thưa thái hậu. Hiện nay dân chúng ở các trấn lộ Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia Hưng rất đói. Thần nhìn cảnh ấy thật xót xa vô cùng. Nguyễn Phú đại nhân là chi Tây Đạo, là quan phụ mẫu ở vùng này. Ông chăm lo cho dân chúng thế nào lại để dân chúng đói từ năm này qua năm khác như vậy? Các trấn lộ Tuyên Quang, Quy Hóa, Gia Hưng đều nằm ở miền núi rừng hẻo lánh, ruộng đất sỏi đá xác xơ, lại thêm nhiều năm bị hạn hán sâu bọ. Nhân dân gặp khó khăn trong canh tác nên mới thường xuyên đói kém, hạ quan bất tài vô dụng, chưa khắc phục được, mong được các bậc đại quan chỉ bảo. Trên khắp Đại Việt ta có nơi được thiên nhiên ưu đãi, mưa thuận gió hòa nên đời sống người dân khấm khá, nhưng cũng có nơi đất cát khô cằn nên dân chúng nheo nhóc quanh năm bốn mùa. Triều đình nên quan tâm mới phải. Chúng ta thương dân nhưng phải thương cho đúng, phải tính kế lâu dài, giúp dân làm ăn, thoát khỏi nghèo đói. Thần thiết nghĩ triều đình chỉ nên phát thóc ở các kho trong xứ cho dân vay,
đợi khi nào được mùa thì dân trả lại cho triều đình. Khanh nói rất đúng. Vậy ta chuẩn tấu cho xuất thóc gạo trong kho công để phát cho dân vay. Trong lúc đó, các quan hãy giúp Chi Tây Đạo tìm ra kế sách giúp dân làm ăn, khuyến khích dân chúng lao động. Đội ơn Thái Hậu, đội ơn bệ hạ. Thưa bà con, ta được lệnh của triều đình đích thân tới đây cấp gạo thóc hỗ trợ cho bà con qua đợt đói kém này. Bà con hãy nhận lấy ân điển của Thánh Thượng. Sau khi nhận lương thực, hãy cùng chăm lo cày cấy làm ăn, để từ những năm sau có thể đóng góp kinh tế cho triều đình. Tốt quá, hay là sống quá, có gạo rồi, có cây ăn rồi. Trong bối cảnh vua Lê Nhân Tông còn nhỏ tuổi, mối quan hệ giữa các quan trong triều không thực sự đoàn kết, nhưng không vì thế mà triều đình Đại Việt bỏ bê việc chăm lo tới đời sống của trăm họ. Điều này đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm rất cao của vua quan nhà Lê đối với đất nước. Trước tình hình vua Lê Nhân Tông lên ngôi khi mới 3 tuổi, chưa thể lo chính sự, tuyên từ Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh đã nhận trọng trách buông rèm nhiếp chính, là phận nữ lên nắm quyền quyết đoán việc nước. Việc dùng người đồng lòng phò tá trị nước là rất quan trọng với Thái Hậu lúc bấy giờ. Các ông, Thái Hậu vừa lấy Nguyễn Thúc Huệ làm môn hạ Hữu Nạp Ngôn, Bùi Thì Hanh làm tham nghị chính sự. Các ông nghĩ sao về việc này? Thúc Huệ kia chỉ nhờ chút tài vơ vét thuế trong thiên hạ mà chiếm được địa vị then chốt trong triều đình. Lúc sinh thời, chẳng phải thừa chỉ Nguyễn Trãi từng nói, hắn chỉ là hạng bề tôi vô lại, chỉ muốn vơ vét của dân đó sao? Lại còn Bùi Thì Hanh nữa. Bao lần hắn mượn xảo thuật để làm điều bất chính. Năm ngoái, ta đi hặc tội để Bùi Thì Hanh cùng bị bãi chức. Có ai ngờ, nay hắn lại được cất nhắc giữ chức vụ còn cao hơn trước. Chúng ta giữ chức quan can gián cho vua, sao có thể để những kẻ thiếu tài đức như vậy làm quan lớn trong triều? Xem ra, giám sát ngự sử Đông Hành Pháp lại phải vất vả vào cung can gián nhà vua rồi. Chỉ sợ Thái Hậu không nghe. Thái Hậu có nghe hay không thì cũng phải nói. Nếu không, chức gián quan này chỉ để làm cảnh thôi sao? Xin Thái Hậu hãy rút lại quyết định lấy Nguyễn Thúc Huệ làm môn hạ Hữu Nạp Ngôn, Bùi Thì Hanh làm tham nghị chính sự. Tại sao ông lại can ta việc này? Bẩm Thái Hậu, Nguyễn Thúc Huệ vốn xuất thân là tiểu lại, chuyên dùng chính lệnh hà khắc. Xưa khi hắn làm quan tham tri ở Bắc Đạo đã vơ vét của dân, để đến nỗi dân nơi ấy phải hai người mặc chung một cái quần. Đến khi hắn đi sứ nước ngoài thì lại dùng mưu kế xảo quyệt, để nên nỗi người nước họ vẫn nói hắn là đô quỷ, làm nhục cho xã tắc. Vậy Thái Hậu còn dùng hắn để làm gì ạ? Còn Bùi Thì Hanh dùng tà thuật dối bệ hạ, hắn xui bệ hạ rút ngắn ngày để tang, làm cho bệ hạ mang tội thất hiếu với tổ tiên. Trước đây Thì Hanh bị bãi chức tham tri Tây Đạo, thế mà nay được thăng tới chức chính sự tham nghị. Người làm chức chính sự tham nghị mà bản thân không chính đáng thì làm việc sao cho chính đáng được. Thần nghe Hào Lục Tam trong quẻ giải nói, kẻ mang tội mà ngồi xe ắt sẽ dắt giặc tới. Là chỉ bọn Thúc Huệ, Thì Hanh đó chăng? Tể tướng nói xem, Đồng Hành Phát đã can gián như thế, nên làm thế nào đây? Bẩm Thái Hậu, dùng người không nhất thiết phải quá cầu toàn. Chúng thần thăm dò tìm hết những người tại chức và thân thích cố cựu, nhưng chưa tìm thấy được người nào khác. Chỉ thấy bọn Thúc Huệ đang tại chức đều làm được việc. Còn đối với những quan khác mới lên thì thần chưa biết rằng họ hay hay dở, có là người hiền năng hay không, nên không dám đề cử một cách khinh suất. Tể tướng đã nói như thế thì ổn rồi. Việc bổ nhiệm Nguyễn Thúc Huệ và Bùi Thì Hanh vẫn cứ làm như cũ. Trước tình hình vua Lê Nhân Tông tuổi còn quá nhỏ, tuyên từ Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh đảm đương điều hành chính sự, Thái Hậu đã quyết đoán mọi việc triều chính. Ví như việc bổ nhiệm Nguyễn Thúc Huệ và Bùi Thì Hanh là một minh chứng. Vào những năm Lê Thái Tông còn ở ngôi, trưởng hoàng tử Lê Nghi Dân từng được phong làm hoàng thái tử. Tuy nhiên, do mẹ của Nghi Dân làm Phật Ý Vua bị giáng làm thứ nhân, nên vị trí hoàng thái tử lại được lên thay bởi Lê Bang Cơ, tức vua Lê Nhân Tông. Vì vậy mà khi lớn lên, hoàng tử Lê Nghi Dân ngầm nuôi trí nhòm ngó ngôi báu. Mẹ,
tất cả đã xong, có thể đem quân vào kinh thành rồi ạ. Tốt lắm, Nghi Dân, con phải giành lại những gì là của mình. Ngôi báu này phải là của con. Từ ngày thì anh kia vào cung, không hiểu ả cho bệ hạ ăn bùa mê thuốc lú gì mà bệ hạ chỉ sủng ái ả. Bẩm Dương Phi, nay thần phi Nguyễn Thị Anh đã mang thai rồng, chỉ e ngôi vị của Hoàng Thái tử Nghi Dân sẽ bị lung lay mất ạ. À, cứ thử động vào con ta xem, ta sẽ không để cho ả được yên. Người có phải là tỳ nữ của thần phi không? Dạ phải ạ. Chỉ là một đứa tỳ nữ mà gặp ta không chào hỏi. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám ạ. Người đâu, vả vào mồm nó cho ta. Dừng tay lại. Khấu kiến bệ hạ. Đang làm gì vậy? Bệ hạ, thần thiếp đang dạy bảo tỳ nữ này vì tội hỗn láo ạ. Bẩm bệ hạ, nô tỳ vâng lệnh bệ hạ đi lấy giấy bút. Vì vội quá đi qua ngự hoa viên không nhìn thấy Dương Phi nên mới đi thẳng, chứ nô tỳ không có ý hỗn láo gì ạ. Dương Phi, nàng đừng nghĩ có con trai làm thái tử, y sùng sinh kiêu, ức hiếp người trong cung. Bệ hạ bớt giận, tất cả là do lỗi của thần thiếp dạy nô tỳ không nghiêm, đã làm cho Dương Phi khó chịu. Thánh chỉ tới. Thay trời hành đạo, hoàng đế chiếu viết, Dương Thị Bí vốn là ái phi của trẫm, lẽ ra phải biết đối nhân xử thế, thương yêu mọi người, vậy mà lại kiêu căng hống hách, ức hiếp người trong cung. Trẫm từng giáng xuống làm chiêu nghi là muốn để cho Dương Thị sửa bỏ lỗi lầm, nhưng Dương Thị cố tình lại hằn học không kiêng nể gì ai, nay xuống chiếu giáng xuống làm thứ nhân, đồng thời công bố cho thiên hạ biết là trưởng hoàng tử Lê Nghi Dân nay không còn là thái tử đương triều. Ngôi thái tử nay chờ người lương chính sẽ định đoạt sau. Khâm thử. Bệ hạ, sao lại đối xử với thần thiếp và Nghi Dân như vậy? Bệ hạ chê bà đức kém, nghi ngại con trai do bà sinh ra và dạy dỗ chưa chắc đã là người khá nên mới quyết như vậy. Nguyễn Thị Anh, tất cả là tại ngươi. Năm 1459, Lê Nghi Dân mang quân tiến vào cung, âm mưu tiếm đoạt ngôi báu. Sự việc này đã phản ánh mâu thuẫn giữa phe cánh của hậu cung nhà Lê, khi các phi tần của vua Lê Thái Tông đều muốn con mình nối ngôi trị vì đất nước. Liệu Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân có đạt được mục đích tiếm ngôi hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi. Năm 1459, hoàng tử Lê Nghi Dân, anh trai vua Lê Nhân Tông, do oán hận việc mình là con trưởng của vua Lê Thái Tông mà không được truyền ngôi báu nên đã âm mưu sát hại vua Lê Nhân Tông để chiếm ngôi. Sự biến này đã khiến cả vua Lê Nhân Tông và tuyên tử Hoàng Thái Hậu đều bị hại. Thưa Lạng Sơn Vương, Phạm Đồn, Phan Bang và Trần Lăng đã sướng xuất được hơn 100 người sẵn sàng đợi lệnh. Được, truyền lệnh của ta, vào đúng giờ tí chia làm 3 đường, bắc thang treo cửa thành, lẻn vào cung cấm bắt lấy vua và thái hậu. Rõ. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ có biến rồi. Có chuyện gì vậy? Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân tạo phản rồi. Ta nửa đêm đưa quân lèn vào thành, chúng ta tiến vào đây lấy mạng bệ hạ đấy. Sao cơ? Chuyện này để sau nói, bệ hạ phải chạy khỏi đây đã. Nghi Dân, ngươi định làm gì? Ngươi định mưu phản giết vua, giết hoàng đệ của mình ư? Đừng nói nhiều nữa. Cả thiên hạ ai mà không biết ngươi không phải là con của tiên đế. Ngươi đâu còn xứng với ngôi báu họ Lê. Sau khi hại chết vua Lê Nhân Tông và thái hậu tiên tử Nguyễn Thị Anh, Lê Nghi Dân tự lập làm vua, lên ngôi hoàng đế đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu là Thiên Hưng. Thay trời hành đạo, hoàng đế chiếu viết.
Trẫm là con trưởng của Thái Tông Hoàng đế, trước đây đã được giữ ngôi thái tử. Chẳng may tiên đế đi tuần miền đông, bỗng băng ở bên ngoài. Nguyễn Thái Hậu muốn giữ vững quyền vị, ngầm sai nội quan Tạ Thanh dựng Băng Cơ làm vua, bắt trẫm làm phiên vương xứ Lạng Sơn. Những người biết chuyện đều bị Thái Hậu bắt giết để diệt khẩu. Cho nên từ đó tới giờ, tai dị luôn luôn xuất hiện, đói kém tràn lan, trăm họ cùng khốn. Vua cũng tự biết mình không phải là con của tiên đế, hơn nữa lòng người ly tán, nên đã ra lệnh cho trẫm lên thay ngôi báu. Trẫm nhờ tổ tông phù hộ, cùng bách quan đồng lòng suy tôn, xin trẫm đại thống. Trẫm bất đắc dĩ đã phải lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Hưng, Khâm Thứ. Năm 1459, Lê Nghi Dân lên ngôi vua. Tuy nhiên, ông chỉ làm vua trong 8 tháng thì bị lật đổ do không được lòng dân và các đại thần văn võ. Tháng 6 năm Canh Thìn 1460, các đại thần nhà Lê cùng bàn với nhau làm binh biến lật đổ Lê Nghi Dân. Cuộc chính biến lịch sử ấy diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi trong tập phim tiếp theo.